cục xương cuối cùng cũng đỗ. Tuấn Hùng đâu? Trả lời câu 2A thầy. Anh Hùng đâu rồi nhỉ? Tắt cam tắt mic đi đâu này? Anh Hùng đâu? Anh Hùng đâu? Em đây thầy ơi, em đây ạ. Trả lời câu 2A thầy. Thưa thầy, em chọn đáp án B ạ. Phải chiến thắng trận này được. Florentino đấu với đôi điêu thuyền mà. Anh nào mất tập trung nói linh tinh trong giờ đấy. Tôi mà phát hiện ra anh nào chơi game trong giờ của tôi là tôi đuổi khỏi phòng ấy nhá. Buổi học đến đây là kết thúc, thầy mời cả lớp nghỉ nhá. Ê lớp ơi, hình như mình sẽ phải đi học rồi đấy. Yeah! Ngon. Là những chiến binh mới nhận thành cửa Bắc khi âm thanh này bật lên cũng là lúc mấy thằng quát này gần đất xa trời. Có mục tiêu rất sẵn và mấy thằng Bắc lại mỗi khi tao vào cái chế độ sẽ bắt con mồi và đừng bước vào cuộc chơi nếu cửa Bắc không mời. Khi tao nhìn về thành tích với đôi mắt không rơi và đi phục chỉ là tên được thôi. Đây là âm thanh đến từ thành cửa Bắc, nếu mới chưa nghe rõ thì để tao hô vang. Và đi vùng bao như là tiếng súng lệnh để cho cả bầy sói chạy đi săn khúc vàng. Không thể dừng lại ở vạch đích vì vạch đích là nơi mà bầy sói chạy qua. Họ sẽ thấy Phan Đình Phùng của tao dựng cao ngọn cờ và cái tên này bay xa. Hiệu lệnh 3, 2, 1. Thì về bao năm trước con đường mà tao đi chưa bao giờ có một vị của chiến thắng. Cho đến khi tao gặp người anh em và tao biết là bọn tao sẽ phải đi anh không ngừng cố gắng. Thắng rồi biết là sẽ thua bởi vì xe phá mong muốn làm khó dễ vua. Xuân hạ thu đông đường năm giờ có mặt mày thử dễ như bọn tao sinh ra dễ chưa? Không có lời. Mày là học sinh mới đúng không? Ừ, trường mình có tới tận 21 câu lạc bộ cơ. Mày đã ngắm nghía hay như nào chưa? Để tao định hướng cho nhé. Ở đây này, có tới 2 câu lạc bộ nhảy mà hot nhất nhì Hà Nội luôn. Mày biết The Not War không? Năm ngoái hình như còn vừa thắng đấy. Cái thằng nào đây ấy nhỉ? Còn ở cái sân bóng thủ xa xa kia kìa. Nơi đấy là nơi BBC làm nên chuyện đó. Có gì để tao tư vấn thêm nhé. Nhưng mà mày là ai? Mày đoán xem. Thôi xong rồi, đến giờ học rồi. Ừ, phiền thế nhở, phải tìm cách đánh lạc hướng nó thôi. Như gì cơ? Ôi giời ơi! The next day. Ui, bắn hay đấy. Ui, thủ đi. Đẹp trai nhỉ. Vậy cần nho, hơi đẹp trai đấy. Tôi làm tí locket nhỉ. Ôi, đào của chị em đây rồi. Giật mình ạ. Chúng mày làm gì nhỉ? Mày làm bài tập về nhà chưa? Phiếu anh á? Ngu à? Cơn lực cơ thế? Phiếu toán cơ mà. AB bằng A, AD bằng A căn bà, EDA vô góc nữa. Nhưng mà tính thể tích à? Yeah.
Hôm nay thầy thu phiếu toán buổi trước, những bạn nào thầy gọi tên mang lên đầu cho thầy. Minh Ngọc, Bùi Chí Long. Hà Phương. Tuấn Hùng. Tuấn Hùng. Tôi gọi Tuấn Hùng đấy. Anh Tuấn Hùng không mang bài à? Em lên tới, Người lâu quá nhá. Anh này viết cái gì thế này? Một quả nữa là thắng nhá. Ok. Tên gì, lớp nào, sao lại ở đây giờ này? Không biết như này là bài được bao nhiêu điểm đây. Đâu đấy? Đâu đấy? Oh, my đấy? Friend. Đâu đấy? Đâu đấy? Gọi nó lên mắt. Sao đấy em? Sao? Sao đấy? Sao? Mấy điểm mà buồn thế? Đấy. Quên một tí nữa. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Mọi anh đây. Chỉ là tụ tập đi ăn thôi mà sao khó thế nhở? Đứa cấp chẳng vui như mình nghĩ. Sao nhìn nó buồn thế? Ừ thì mấy chuyện linh tinh thôi không ạ. Nhưng mà nóng quá. Hai anh em mình ra chỗ sảnh gương ngồi nói chuyện đi. Ba năm trôi qua nhanh thật. Nhớ ngày nào tôi mới bước chân vào lớp 10. Giờ đã lớp 12 rồi. Thằng nào giờ cũng cắm đầu vào ôn thi, có mỗi mình tôi như này thôi. Nhớ hồi lớp 10, cứ có bát bệnh đa là thằng nào cũng một gấp là hết. Nhưng giờ có mỗi mình tôi này, cũng buồn quá. Tôi thấy là cũng không thằng nào giống bạn tôi nữa. Giờ thằng nào cắm đầu vào ôn thi như này rồi. Tôi buồn quá không ạ? Sau này, những kỷ niệm này tôi tin là ông vẫn sẽ nhớ. Những thứ ông đạt được, như những điều đã bỏ lỡ.
Còn về phần bạn của ông, tôi tin họ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với ông thôi. Chẳng qua bây giờ ai cũng đang bận công việc riêng, không phải cắm đầu vào học hành để thi đại học nữa. Cơn mưa chẳng lau được những lời hứa, ánh nắng chẳng lung linh được như lúc xưa. Nơi mình từng chờ ai đón đưa, chẳng còn lại dấu chân người nữa. Đi và đi qua từng ký ức xưa, chẳng còn gì làm ta vỡ nát. Vì khi mây tan, trời quang nắng sáng, mình lại ngồi nơi đây. Liệu mình có quay về nơi thân quen từng bên nhau? Liệu rằng những câu thề bao nhiêu năm còn in sâu? Liệu còn nhớ kỷ niệm ta cùng nhau từ bao lâu? Ta có đi cùng nhau về sau? Chẳng thể mãi tách rời do rằng ta đã đi xa. Từng giọng nói nụ cười vẫn còn như ngày hôm qua. Ngày còn những tâm tư mà mình chưa nói ra. Ngày mình nghệ sĩ số 1 hành tinh đánh đàn thế giới. Tôi sẽ trở thành guitarist giỏi nhất giải ngân hàng. Tôi sẽ trở thành chú bé cầm đàn. Chú bé cầm đàn giỏi nhất hành tinh. Giàu. Yeah. Với chồng giàu sắp chết. Muốn anh người giàu, người giỏi và có thể nhiều nhất có thể. Nhưng muốn anh người giàu em ạ. Dạ. Muốn nhiều tiền. Anh muốn thành người trưởng thành. Chị muốn thành người giàu em ạ. Người nổi tiếng. Thành tết nhiều tiền. Ok, thành tết nha. Người xinh đẹp. Hai người giàu nhất thế giới trong tương lai. Có tiền.